Xin chào các bạn, Quý Nguyễn lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những đôi loa châu Âu. Các chị lấy vừa rồi, Quý Nguyễn giới thiệu cái loa Center Canton của Gatmani. Và tiếp đến bây giờ thì Quý Nguyễn làm một cái video tiếp để giới thiệu riêng một đôi loa Canton Ango 670 cho quý vị. Đôi loa Canton này là một đôi loa sản xuất từ nước Đức, đôi loa dạng phân khúc loa high end, loa rất đẹp, có chiều cao. Loa này có chiều cao của nó là 96 cm các bạn ạ, và chiều rộng là 22 và chiều sâu là 28. Đôi loa có màu thùng gỗ rất đẹp, đôi loa có màu gỗ màu nho, gỗ lạng các bạn nha, nhìn rất chắc chắn và vững chãi. Đôi loa trùng với màu của cái con sen tông này vì nó là cùng bộ của nó. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy phía sau của loa này rất đẹp. Loa này có chạm pin quay, các bạn nhìn thấy sau dưới này, và model của nó là Ango 670 made in Germany. Trở kháng của nó quấn đánh tự là từ 4 ohm đến 6 ohm các bạn nhé. Và trạm pin quay, đôi loa đẹp mỹ mãn, đẹp như hoa hậu, phải nói là đẹp như hoa hậu, zin từ A đến Z, đôi loa rất đẹp. Quý Nguyễn sườn sang những cái hàng cực đẹp về giới thiệu cho các bạn, phục vụ cho các cả anh em audio chúng ta khi chơi phải lăng tăng. Đó là về ngoại hình, còn về phía trong của loa thì có những cái đặc biệt hơn. Thì Quý Nguyễn sẽ tháo cái lưới này ra. Loa này là lưới lưới bằng thép các bạn nha. Gỡ cái lưới ra để xem phía trong. Đôi loa Canton Ango 670 này là gồm có hai bắt 18. Hai bắt 18 các bạn ạ. Đặc biệt màng bắt này là màng bằng bạc các bạn nha. Màng bằng bạc. Đôi loa này có giá thị trường rất khủng. Và viền cao su, viền cao su kép, các bạn nên nhớ viền cao su kép, có nghĩa là nó viền cao su lặn ngược xong nó trở ra này, các bạn nhìn thấy. Và trên củ loa, trên viền loa đều đánh chữ Canton, tất cả những loa Đức mà loa Canton thì đều như vậy. Mình có rất nhiều đôi loa Canton khác đều như vậy. Và một mic dôm mắt mèo, một mic dôm mắt mèo. Tại sao gọi là mắt mèo? Có nghĩa là trong cái mũi của cái mic này nó vẫn còn những cái màng để chống hút âm và tạo ra những cái tiếng tách bạch hơn những cái mũi này, nếu mũi lô là không có. Và các bạn quan sát luôn cái bát bên phía bên dưới, bát phía dưới đấy, và tất cả các viền loa đều rất đẹp, loa lỗ hơi. Và màng phía trước này, màng này là một màng nhung, màng nhung tất cả zin từ ngọn ốc vít, các bạn nhìn thấy ốc cận khế màng nhung. Mình soi rất kỹ chiếc loa này vì chiếc loa này có giá cũng tương đối cao. Giá đôi loa này là 16.500.000 các bạn nha. Vâng, 16.500.000. Và các bạn quan sát tiếp chiếc loa bên này, chiếc loa bên trái màn hình của các bạn đây. Thường thường loa Đức thì có những cái góc tùm thế này, mình có những chiếc loa Đức đều có những cái góc như thế này, là những hàng loa cao cấp dạng phân khúc high end, hay là kể cả những cái center này thì cũng có cái góc như vậy. Hôm nay Quý Nguyễn giới thiệu, mình lấy luôn cái lưới bên này ra để các bạn quan sát chiếc loa bên này. Chiếc loa bên này đây các bạn, vâng, cũng là màng màng bạc nguyên zin, đẹp không tì vết, không hề có một cái dấu vết nào cả, chỉ có bụi thôi đấy. Và các bạn nhìn từ trên xuống dưới, nhìn chiếc loa bên này. Loa bên này đặc biệt, cặp loa này là có số seri liền kề luôn các bạn ạ. Cặp loa này có số seri liền kề. Quý Nguyễn hay có những cái đôi loa như vậy. Và các bạn xem phía sau chiếc loa này luôn. Loa này quá đẹp, đẹp như hoa hậu. Các bạn thể xem luôn phía sau của chiếc loa này luôn. Vâng, đây là trạm pin quay. Và model của nó là Ago 670DC. Trở kháng của nó từ 4 đến 8 ohm. Và hai con này có số seri liền kề, và made in Germany đấy. Không cần nói nhiều, cặp loa khủng như thế này. Và cặp loa
rất hay. Trong giới audio săn tìm, những người chơi nhạc hay dùng những thiết bị châu Âu thì những cặp loa này chắc chắn rằng các bạn sẽ không bỏ qua. Và xin mời các bạn nghe một nhạc khúc để đánh giá được chất âm của đôi loa này. Và bây giờ là tôi nguyện chỉ đánh một đôi loa này thôi nha, chứ mình không đánh cái center, không ghép vào cái center này. Center này chỉ để đây để quay luôn cho nó cùng với bộ com lê của nó thôi. Mình quay phía sau để cho các bạn thấy. Vâng, là mình không đánh vào center. Đây, mình chỉ đánh đôi loa nè, hai loa này thôi. Còn cái này mình tháo ra rồi, cái này mình tháo ra rồi, không đánh. Mình chỉ đánh một cặp loa cây này thôi nha. Xin mời các bạn nghe để đánh giá được đôi loa này chất âm nó ra thế nào, ra làm sao. Xin mời các bạn. Rất tí tách, rất chi là hay, quá chi là tuyệt vời. Nghe vào nhạc không là các bạn đã cảm nhận được. Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em đã quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đâu lại về từ trăng nắng lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó. Làm vỡ nát thêm tuổi hồng. Em ơi yêu đi yêu đi, trên đỉnh yêu đương gió có thêm đường. Thôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Em ơi yêu đi yêu đi, nên thương thương đau thank you.
rất tất bật với đôi loa này. Hay quá các bạn ạ. Xin chào các bạn và hẹn lại các bạn những YouTube, những đôi loa lần sau. Xin chào.